Thu Cúc đang áp dụng hệ thống xét nghiệm tự động ứng dụng Robot Power Express hiện đại như tại Singapore, Nhật Bản, Mỹ với ưu điểm nhanh và kết quả chính xác. 12 trên 17 bệnh viện hàng đầu của Mỹ sử dụng hệ thống xét nghiệm này. Trong các gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư tại Thu Cúc, đặc biệt là gói mới ra mắt, Thu Cúc xây dựng 49 hạng mục xét nghiệm liên quan đến huyết học 24 thông số, sinh hóa chức năng gan, chức năng thận, tiểu đường, mỡ máu, gút, xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, các xét nghiệm miễn dịch xác định viêm gan B, C, đặc biệt là 11 xét nghiệm marker dấu ấn ung thư khác nhau, hỗ trợ tầm soát phát hiện sớm ung thư. Với công suất xử lý mẫu lớn nhất thế giới, cho phép xử lý các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, miễn dịch với số lượng lên đến 1.200 ống mẫu một giờ, giúp giảm thời gian phân tích từ 60 phút xuống còn 27 phút. So với hệ thống xét nghiệm khác, Power Express có tốc độ xử lý mẫu gấp 3-4 lần. Nhờ vậy, việc trả kết quả nhanh, chính xác, tăng số lượng bệnh nhân được phục vụ và giảm đáng kể thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Từ đó, bác sĩ có thể đưa ra những chẩn đoán kịp thời và chính xác về tình trạng sức khỏe. Đây là giải pháp mà Thu Cúc áp dụng để rút ngắn đáng kể thời gian trả kết quả và đặc biệt là nâng cao chất lượng và độ tin cậy của xét nghiệm tầm soát sức khỏe.